Ngày 12 tháng 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2004, 13 tháng 10 năm 2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Tới dự có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã có sự tăng nhanh về số lượng và mở rộng quy mô, đóng góp tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Các doanh nhân doanh nghiệp đã thể hiện tính năng động hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đang ngày càng khẳng định vai trò tiên phong xung kích trên mặt trận phát triển kinh tế, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Hiện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có tổ chức hoạt động tại 10 huyện thành phố với trên 700 doanh nghiệp tham gia. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cùng với việc thực hiện mục tiêu kép, nhiều doanh nhân doanh nghiệp đã tích cực tham gia các chương trình xã hội như chương trình xóa đói giảm nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ 3,2 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thu hút thêm các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia hiệp hội, phối hợp với các cơ quan đơn vị sở ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và của đất nước. Phát biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã rất nỗ lực trong việc thực hiện mục tiêu kép, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh dịch, đồng chí Bí thư tỉnh ủy ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh trong việc chung tay chung sức hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 để giữ gìn hòa bình, là vùng xanh an toàn. Về phát triển kinh tế xã hội trong những tháng cuối năm, đồng chí mong muốn sự quyết tâm đồng lòng hơn nữa của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh. Trong nguy thì có cơ. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh linh hoạt hơn trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh. Có những cái mà chúng ta có thể có cơ hội trong điều kiện dịch bệnh thế này. Thứ nhất, kinh doanh về thiết bị y tế, thiết bị chống dịch. Thứ hai, chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội về chuyển đổi số. Vì chúng ta buộc phải làm việc online hết, thì cơ hội mà chuyển đổi số chúng ta rất lớn. Và cái nữa là lâu dài nữa thì chúng ta nên tập trung vào những ngành nghề mà sản phẩm thiết yếu. Sản phẩm thiết yếu là gì? Sản phẩm thiết yếu là đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người. Trong bất cứ bối cảnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào thì chúng ta vẫn phải dùng. Mà càng khó khăn càng dùng nhiều hơn. Tôi nghĩ là trong nguy thì có cơ. Thì chúng ta nên tận dụng. Thế để tận dụng được thì điều kiện là gì? Thì muốn mà phát triển được doanh nghiệp thôi thì nhất là phải có là để có doanh nghiệp thì phải có ý tưởng kinh doanh, thì có ý tưởng kinh doanh rồi thì đến tiếp cận đất đai và thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn nhân lực và tiếp cận vốn. Thì tôi nói thứ nhất là về tiếp cận về đất đai và thủ tục hành chính, thì ở phía chúng quyền cũng cam kết tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, và tôi cũng đã chỉ đạo năm nay thì trọng tâm công tác kiểm tra giám sát cũng vào cái việc này, giám sát cái việc mà thực thi việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và đặc biệt cắt giảm thủ tục hành chính. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các ngân hàng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc tiếp cận nguồn vốn, các cấp các ngành quyết liệt hơn nữa trong việc giải phóng mặt bằng, đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân dịp này, đồng chí kêu gọi các doanh nghiệp cùng với tỉnh Hòa Bình chung tay hỗ trợ người dân từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là ở các tỉnh phía Nam. Cũng tại lễ gặp mặt kỷ niệm, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phối hợp trao đổi thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc giữa ngân hàng và doanh nghiệp, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phát triển sản xuất.